biết là các bác nào miền Bắc ấy, mùa mưa này bác chuyển cây thì vô tư đi, chuyển cây trồng cây đào về khai thác về trồng vô tư nữa là cây chuyển chậu, nó không bị trột, nó không bị lụi ấy. Và nó có thế nó lên tại vì khi là mưa đất ẩm cây mát, nắng nó không bị héo mất nước. Cái thứ hai là mưa nó sẽ ôm đất, nó sẽ làm đất nó ôm vào dễ luôn, như là nó đang sống trong thiên nhiên luôn, cho nên rất là nhanh. Vâng nhé. Đấy, bác nhìn nó ơi không? Hơi lóa nhỉ.
Đây, nó đây các bác ạ. Tiếc là cái phông đằng sau nó nhòe quá, tức là nó nhiều cây đằng sau quá. Chứ một mình nó thì hay đấy. Chậu này cũng xứng đáng với những cái cây mà ăn quả các bác. Nếu bác không có những cái phân đặc biệt hay những cái thuốc thang gì thì nên trồng ở những cái chậu to to chút, thì sau này nó có quả. Cây nó cũng khỏe hơn. Đấy. Rồi. Có người gọi là roi chiêm, có người lại gọi là mận tím, hay là cây cây nó có hai dòng roi hay là mận các bác nhé. Một dòng là quả nó như quả nhân sâm trong phim Ngũ Công ấy, nó đỏ. Một quả dòng tím nó dài hơn, nó không có hạt ấy. Dòng này là dòng không có hạt, dài hơn, tím tím ấy, màu tím ấy. Rất là đẹp. Hơi bị đổ một tí. Đấy. Vẫn hơi bị đổ một tí. Giật về phía này một tí nữa. Phân nó phải chụp tí. Đấy các bạn. Phía bên này sau sẽ phải bẻ cái tử nó dịch ra đây tí, bởi vì là nếu mà để cái tử này thì sẽ bị lệch cây. Đấy. Cho cái tử thấp hơn một tí, sang bên kia một tí. Rồi. Bệ rễ rất nhiều quá, nhiều vô kể luôn, trời sẽ rất thích. Cho ô hòn đá vô tư luôn, vừa khỏe vừa đẹp. Nhưng vấn đề mình chưa có, chưa kiến. Đá ong ở quê ở nhà thì nhiều lắm, nhưng mà chưa đi lấy được. Hoa mộc thơm thế. Thấy một cái hoa mộc đó, thơm dã man. Thơm. Rất là dễ chịu. Lại sắp đến mùa thu rồi. Mùa hoa mộc là thời tiết bắt đầu dịu mát các bác. Cái không khí nó cũng dịu luôn. Đấy các bác nhé. Cái này cứ để chơi thôi. Khi nào có quà thì khoe các bác. Tạo dáng sửa dáng lại khoe các bác thôi. Rồi. Xin cảm ơn các bác. Chiều để tiến hành nốt mấy cây lèm nhem còn lại. Đấy. Như vậy là trong buổi sáng ngay làm được hai cái việc đàng hoàng ra hồn. Đấy là lên nâng tầm cao mới cho cây ổi này, cây mận, cây roi kia, thì lại quay trở về với ủ vải thôi, ủ vải gốc để phát triển bệ và nuôi rêu. Đấy. Rất đồng ý các bạn, khá là đồng ý, khá là đồng ý đấy. Kìa chỗ cũ nó kìa, rất hợp. Tất nhiên mình có sẵn cái chậu như thế thôi mà trồng vào thấy nó hợp là ok rồi. Đấy. Thì cuối tuần này mà được động dao động kiếm là sướng không? Sống là không chờ đợi đúng không bác? Quan trọng là mình biết là mình sẽ làm được gì với nó và mình làm như thế nó sẽ ra như thế nào. Còn đây, ông mận ông roi đây, lại phủ, tiếp tục phủ bạt, phủ vải gốc để nuôi rêu và phát triển bệ. Ủ vải này phát triển bệ rất tốt các bác. Cái vải này nó ẩm, thứ hai là cái rễ thế nó men theo cái bờ vải này. Sau rất là nhiều rễ, bệ rễ rất đẹp, nó nổi rễ dễ nổi luôn các bác. Đấy. Thì ở đây cái hoa giấy hôm trước các bác xem có mỗi cái cắt cái cành dâm nó bây giờ thành cái cây đàng hoàng này. Đó, ra mầm rất nhiều. Tiếp theo, kế hoạch tiếp theo là phải làm cái đống đem nhẹ này, bằng lăng này, cây tường vi ở đằng kia. Ổi này có thể tỉa đi những cái mắt ra để nuôi những cái mầm chủ đạo thôi. Đây, cũng một ông ổi nữa. Ông ổi này thì đang bị hơi bị tệ hại, cắt đi làm lại. Chồng nó hơi bị đối xử hơi tệ với nó thì
dần dần các bác, vì các em không chuyên thời gian để làm cây cối nên nó khó. Thứ ba là cái ngót này phải làm. Dưới này tạm ổn rồi. Cần thang này phải làm. Và đây là một số cây mà để sân thôi. Thời gian nó ít rồi các bác, cứ cuối tuần mỗi tuần nhấc lên cây hoặc là mua thêm một cây. Đấy, búp nó thích không? Cái đa này cũng làm lại để rút lại dăm. Vì đợt trước rút là nó sẽ phá ra những cái dăm đang bị lôi thôi. Đấy, hồi này theo lao trước đây, hồi lao hôm trước đây thì như nắng hạn gặp mưa rào này, phun kinh không, phun mầm dã man luôn, rất khỏe, cây này cực kỳ khỏe, cực kỳ khỏe. Ổi này cũng vậy, con này này các bác này, con mầm đá này, con mầm đá ong này, đấy cũng đang phun mầm, phun lọc, cười không các bác? Rồi hẹn các bác vào buổi chiều nhé.